giai đoạn uptrend chúng ta cứ cuốn vào giao dịch đúng không ạ? Nhưng mà giai đoạn downtrend đấy là khoảng lặng để chúng ta có nhiều thời gian hơn để chúng ta tích lũy kiến thức. Với khóa hay loại bay ấy, mình thấy là khó khăn nhất vẫn là cái quá trình là mình đơn giản những cái kiến thức nó mang tính khá là chuyên môn. Team đã mất tới hơn 1 năm tổng hợp những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình làm nghề, đơn giản hóa nó, tối giản nó, đưa nó thành một cái bài giảng có tính hệ thống để cho nhà tư dễ tiếp cận. Cái khóa học này sẽ cung cấp cho anh chị em những cái kiến thức nền tảng và giúp cho mọi người có thể là lựa chọn được những cổ phiếu tốt trong thời gian tới.